Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tôi yêu Việt Nam. Thì nội uh, dung video ngày hôm nay thì đi quay cho mọi người vườn hoa hồng cổ Huế. Đây là một cây hoa hồng cổ Huế này. Ok rơi vào cao khoảng độ 3 m. tán nó rơi vào tầm 2 m. Thoát thân là rơi vào tầm 70, vành là rơi tầm 9. Đấy, đây. Đây là một vườn luôn nhá. Đây. Cái cây này thì nhỏ hơn một chút, nhưng mà nhìn cái dòng hoa này nó khá là gọn, khá là gọn. Đây. Thì cũng uh, giới thiệu qua với mọi người một chút thì hoa hồng cổ Huế thì mình uh, cũng chưa, chưa lắm được cái nguồn gốc xuất xứ tại đâu. Thì là uh, mình uh, sẽ gửi, sẽ tìm hiểu sau, thì sẽ gửi lại cho mọi người vào những cái video tiếp theo là hoa hồng cổ Huế thì sẽ có nguồn gốc từ đâu nhé. Thì uh, bởi vì nó chưa chắc nó nó cái gì mà mình cố gắng mình sẽ tìm hiểu thêm để, để sẽ giới thiệu cho mọi người tốt hơn chứ bây giờ mà nói là à nó xuất xứ từ đây từ đây từ đây thì không được đôi khi rằng là nó thành ra là một nó là một cái quy trục đấy tất cả những cái nội dung video mà mình gửi tới mọi người nó đều là trên cái phương diện là cá nhân và không đại diện cho bất cứ bất cứ một cái thông tin nào cả đấy chỉ là quan điểm cá nhân những gì mình biết và mình đang À, tìm hiểu được và những gì thực tế tại vườn của mình là nó như thế nào đây là hoa hồng của huế này đấy hoa hồng của huế này thì đây đây là nụ này nụ này đấy, nụ này hoa này cái này thì là nó đang ấy nhá cái này thì là có chiều uh, chiều chiều rộng của tán ấy. kiểu như là bông hoa này có độ rộng bao nhiêu ấy? nó từ 3 đến 4 cm nhé còn cánh hoa là từ 20 cho đến 30 30 cánh trên một bông đấy độ lập hoa thì nó rơi vào tầm 7 đến 8 8 tuần độ lập hoa thứ hai là, là hoa rất là sai cái vườn này thì là đang là vào đúng cái đợt mà nó đang lở cái vườn này thì trước tết trước tết thì, có thể rằng là nó chỉ điểm vài bông thôi nhưng mà sau tết thì bắt đầu nó lở rộ rộ hơn đây như cây này, này. cái này nó nhỏ thôi nhưng mà lở lở rất là rộ rất là rộ đẹp và cái hồng này cái màu nó là cái hồng nó như là màu hồng cánh sen nhá màu hồng sen ấy. đấy nó đậm hơn một chút đậm đậm hơn một chút cái cây cổ huế với cả cái hồng à, quế son đấy thì hai thằng này khá là giống nhau hoa nó cũng nho nhỏ như vậy nhưng quế son thì có cái độ đậm hơn độ đậm hơn nhưng cổ huế thì hoa nó nhạt hơn một chút nhưng đổi lại thì cổ huế thì lại thơm còn quế son thì chỉ theo như mình thấy là nó chỉ chơi sắc thôi chơi sắc thôi chứ nó không có chơi hương còn cổ huế này thì chơi cả sắc cả hương nhé nếu mà để nói về cái độ sắc thì các loài hoa hồng thì mỗi loài nó sẽ có những ưu điểm đặc ưu điểm khác nhau thế nhưng mà để nói về cái độ cái, cái cánh của nó nó đậm ấy. nó phải nó đậm nhìn nó đỏ đậm luôn thì là cái loại um, quế son thì là đẹp theo như mình trên quan điểm cá nhân là mình là đẹp nhất bởi vì là cái loài đấy nó chỉ chơi sắc chứ nó không chơi hương đấy. Còn những cái cây mà tán đều đẹp như thế này là khá Thứ nhất là cách chăm sóc này Thứ hai rằng là Nó phải là Gò lên nữa Nó phải gò gò lên nữa Xong là cắt cắt làm sao Cắt sâu vào một chút Thì để mà khi mà nó bung lọc ra Thì nó không có quá nhiều các cái cành vươn ra như này Quá nhiều các cái cành vươn ra như này Đấy, các cành vươn ra như này mà nếu mà vươn nhiều quá thì là nhìn nó cứ tua tua tua, tua rua ấy. xong như như thế này nhá những cái cành vườn ra xong rồi nó sẽ rủ xuống, à, nó rủ xuống thì rất là ok. những cái dòng như thế này, cái vườn như này là rất rất là ít có, không không phải ai cũng cũng còn những cái dòng như này. Đó. cái dòng này không phải là vườn nào cũng có. và những cái vườn như thế này là để dành cho các bác nào mà đang siêu tầm cây, muốn có cây để mà cần một cái ví dụ là có hồng đào này, hồng điều này, hồng bạch xếp này, bạch ho này, cổ sapa này. À, hồng cổ nhung này à, một cây um, cổ huế này một cây quế son này ví dụ như là anh um, anh uh, hùng anh anh nê hùng ở bên uh, đông anh anh siêu siêu tầm hoa nhá mình anh ấy mình cũng đã rất là cố gắng để đi tìm tất cả các cái dòng uh, dòng cây mà cổ để cho hoa hồng cổ để cho anh ấy chăm đấy nên là thường thường là những cái dòng cổ ấy dòng cổ như một cái chị ở trên um, trên 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 uh, uh, láng, hạ. Ừ. láng hạ láng hạ láng uh, hạ chị có chia sẻ với chị là chị chơi rất nhiều các loài hoa hồng rồi thế nhưng mà uh, xoay xoay đi xoay lại thì mình chị vẫn cảm nhận được rằng là à, cái dòng cổ huế cái các cái dòng hoa hồng cổ ấy, thì nó dễ chăm sóc hơn đấy hồng cổ thì nó dễ dễ chăm sóc hơn và nó bền hoa hơn so với các cái dòng khác đấy thế nên là chị chị có cả vườn luôn thì hôm nọ lên là chị đi chuyển cây cho chị là chị có cả vườn luôn, chị có cả là cũng tất cả các cái loại hoa ấy thôi, vân khôi chị cũng có, rồi là cổ quế son cũng có, hồng đào cũng có, bạch xếp cũng có, bạch hoa cũng có, đấy. Thế là chị còn thiếu sapa cũng có nhé, sapa cũng có nhưng mà hôm không... nhưng mà cái, cái 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 dạng cây của chị thì là là nó lại chỉ chỉ là dạng bụi thôi, đấy, nó không có thoát thân. Nhìn những cái cây này rất là đẹp, Nhật thân của nó rất là sạch thân nếu mà để có một cái thân sạch như thế này là mình phải chuẩn bị ngay ngay từ cái bước từ cái bước làm giống rồi ngay từ cái bước làm giống là mình đã phải chuẩn bị những cái thân cây mà nó sạch rồi để mà to mà à, nó không để mà to như kia mà nơi nó đều thân nó đều thì mình phải chuẩn bị từ nhỏ trước rất kỳ công và lâu lắm chứ không phải là đột nhiên mà có một cái thân có một cái thân rất là đẹp này và cái tổng thể cây nó cao tầm khoảng độ 3 mét mà tán nó tròn đều rồi đâu không có mình phải chuẩn bị ngay từ đầu và cái thứ hai là làm cái thoát thân ấy. Thì nó rất là khó, nó khó hơn so với cái, cái dòng mà làm dạng uh, bụi. Tại sao? Mình phải nuôi từ đầu này. Thứ hai là những cái mầm như đây này, những cái mầm uh, những cái mầm để mà thoát thân ấy thì là phải có những cái mầm nó đột biến. Đây này. Những cái mầm nó đột biến như thế này thì nó sẽ ra được những cái cái giống nó dài thì mình mới làm thoát thân được. Chứ không phải tự nhiên mà nó ra đâu. Đây này. Như cái hồng của đây này Đây là quế uh, Quế quế son này Quế son này dạng bụi này Đây này Son là dạng bụi này. Hai cái loài này nó khá giống nhau Mọi người nhìn cái cánh nó đậm hơn chưa Cánh nó đậm Nó đậm hơn hẳn này Đây này Đây là một cây quế son này Đây này Đấy mọi người nhìn đậm chưa Đây là quế son nó đậm hơn cái hồng cổ hồng, hồng cổ Huế này rất là nhiều Đây Và hai, 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 hai cái thằng này nhìn cái form nó rất là giống nhau nhá Nó cũng cái, 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 cái tạng tạng như vậy Thế nhưng mà ông cổ Huế thì là ở mùi thơm hơn còn quế son thì ở trong thì nó nó sẽ có có cái màu trắng trắng quế son này sẽ có có cái màu trắng trắng ở trong Đó. ở bên này cũng có một vài cây quế son dạng bụi này Đây này <laughs> đàng lụ chi chít này dòng này là dành cho các bác nào sưu tầm nó bởi vì giá thành những cái bụi to như này nó khá là cao đấy chứ còn nếu mà nhỏ thì à, những cái dạng nhỏ hơn ấy thì là cũng có nhưng mà thường những nếu mà chúng ta đã chưa xác định là À, mua về sưu tầm thì mua cái cây nó to to một chút về thứ nhất là chúng ta không phải dễ chăm, không phải chăm nhiều, ngay về nó khỏe luôn, Đó. về nó khỏe luôn. chứ bây giờ là về lại phải là nếu mà vận chuyển nhá, một cách để mà cây nó khỏe luôn ấy, thì mọi người lên cố gắng hy sinh một cái nớp hoa ngay từ lúc đầu. Tại sao? khi chuyển tới đây của mọi người là về tới à, tay của mọi người nhá, hay là về tới cái cái nơi của mọi người. thứ nhất là nó thay đổi môi trường này thứ hai nguồn nước nó khác này thứ ba đất nó khác này thứ tư là chưa nó chưa có thuần chậu này thứ năm rằng là chủ đôi khi chủ nó cũng khác nữa thế là thành ra rằng là nó phải mất một cái thời gian sau thì cây nó thích ứng được chúng ta mà đang ở miền bắc mà vào miền nam thì chỉ một hai tháng đầu khả năng khó sống nó nước nôi này khí hậu này cái ăn uống này thời gian sinh hoạt nó nó cũng đã khác thế nên là mọi người khi mà mua cây về cố gắng hy sinh một lớp hoa đầu tiên ví dụ như cây này chẳng hạn cắt hết tất cả các hoa đi, cắt hết tất, cắt hết tất cả các hoa đi. để như như những cái bầu này là bác ấy làm làm dễ rồi thì không nói làm gì. về mình vẫn chơi được. như những cái bầu mà chưa làm dễ hay những cái bịch đất chẳng hạn đấy. cố gắng hy sinh một một cái nước hoa này. để tiếp theo để làm gì? để cho cây nó ổn định, cho nó khỏe hơn, nó không phải là hút nước lên để nó nở hoa nữa mà nó chỉ hút nước lên để nó tích trữ vào các cái mầm để nó ra nước hoa mới thôi đấy mình chỉ cần bỏ đi một nước hoa sau đó khi nó đã ổn định rồi thì hoa chơi quanh năm với những cái dòng hoa cổ thì hầu hết các loài hoa cổ đều chơi quanh năm cả Chảo, mất ở miền bắc thì mất 3 tháng mùa hè còn các bác ở trong miền nam thì cũng có thể chơi được đấy cũng có thể chơi được nhưng chúng ta để với cái nước một cái lượng hoa nó vừa phải thôi bởi vì tại sao ở trong nam thì nó nắng hơn một chút đấy nắng hơn mình để với một cái lượng hoa nó vừa phải không nhiều Ví dụ đáng đáng ra cái cây như cái cây này nó rơi vào tầm khoảng độ 200 bông chẳng hạn. Mình chỉ lấy tầm 150 bông thôi. Tầm năm một, một 150 bông mình bỏ để làm sao để để cho nó khỏe cây. Đấy. Còn ở nhà vườn thì tất nhiên là càng sai hoa càng tốt. Sẽ lấy vào đúng dịp Tết. Để làm sao cái nhu cầu Tết thì cây nó sẽ khỏe hơn. À, nhu cầu về hoa nó sẽ nhiều hơn so với những ngày thường. Đây. Như những cây như thế này, những tặng cây này rất là đẹp, cái lây nó rất là đẹp nhé cái lây rất là đều thoát thân rơi tầm 60 cao cây nó rơi tầm khoảng 3 mét đấy rất là được đấy đây. cây này dành cho bác nào sưu tầm nhé. thì bác nào mà muốn mua hồng cổ Huế hay bất cứ các loại hồng cổ nào thì có thể liên hệ với mình có số điện thoại 03 43 98 599 nhé đấy. hoặc là Zalo 03 599 thì mình sẽ gửi trực tiếp cây cho mọi người đấy đây này nhớ chưa rất là đỏ luôn đẹp luôn đây nó cong cong lên một chút này không 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 đáng ngại chính là để như thế này này để cái cong cong một chút thì nó gọi là có thêm những cái điểm nhấn đấy. những cái điểm nhấn dành cho cây còn cái chính là toàn bộ cái thân cây là nhìn nó khỏe là được đấy chưa này dòng này khá là ok đấy Nhưng mà cái dòng này khá đắt tiền nó rơi mấy triệu cơ mấy triệu dòng này cơ mấy cái dòng này nó rơi mấy triệu cơ chứ không 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 có cái nó loại uh, vài vài trăm hay là một hai triệu đâu những cái dòng này nó rơi mấy triệu đấy để cây này đẹp mà chiều tâm mà chơi những cái cây này quá là ok mà cái lây và cái thân của nó rất là đẹp tròn lắm tròn đều lắm để tròn đều lắm Trời. rất là tròn đều Đấy. thì à, qua đây là cũng giới thiệu cho mọi người là một chút về cái loài hoa hồng cổ huế này cái vườn à, rất rất ít nơi mà có những cái vườn cổ huế như này Đấy, đây là vườn của ông bác Đấy. rất ít nơi có đây này đây như cây này thì lại quá đẹp cây này đẹp lắm đẹp long lanh luôn đây. hoa nhiều mà trong khi đó là cái thân nó đều thẳng mút đấy hơi mờ hơi mờ hơi mờ trắng trắng nhau một tí hơi mờ đấy, được không đấy chưa nhìn nó thẳng mút luôn đấy. rất đẹp những cái dòng cổ huế này mà cái hoa này nó thơm nhất. cái hoa này là vừa chơi sắc vừa chơi hương vừa chơi sắc vừa chơi hương mà cái độ bền hoa nó rất là lâu nó màu đó cũng như là cái màu hồng nó sẽ nhạt hơn màu hồng nhung thế nhưng đổi lại rằng là nó lâu tàn á lâu tàn và thứ hai hoa nó mọi người nhìn nó sai chưa Đấy. thì video này cũng xin kết thúc tại đây hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo chào mọi người nhé đây là vườn hoa hồng của mình.